12 người chết tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ 30 tháng 4. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, cả nước đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người. Theo đó, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Tại khu vực nội thành Hà Nội, từ 15 giờ ngày 29 tháng 4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến tại các cửa ngõ phía Nam và phía Đông Hà Nội do người dân di chuyển khỏi thành phố Hà Nội để nghỉ lễ. Trên các tuyến vành đai, trục xuyên tâm như là vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Thanh Xuân, lưu lượng phương tiện tăng cao. Nhiều điểm xảy ra tình trạng ùn nứ phương tiện tại ngã 3, ngã 4 do người dân dừng chờ nhịp đèn trong khi mật độ phương tiện quá lớn. Tuyến vành đai 3 trên cao trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 23 giờ 30 ngày 29 tháng 4 xảy ra 3 vụ tai nạn, tuy không thiệt hại về người và tài sản nhưng làm tình trạng ùn ứ tăng cao. Các phương tiện di chuyển rất chậm, đến 23 giờ 30 lưu lượng phương tiện mới giảm, di chuyển ổn định. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ - Ninh Bình từ km 185 đến km 188, cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị địa phương đã chủ động bố trí lực lượng phương tiện tăng cường, phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo giao thông di chuyển an toàn và thông suốt. Tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường cửa ngõ có lưu lượng phương tiện tăng đột biến, các phương tiện di chuyển chậm. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, km 17 600, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm tại các nút giao. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp, ra quyết định xử phạt 12.575 tỷ đồng, tạm giữ 102 ô tô, 1.108 mô tô và 15 phương tiện khác.